vụ thiệt hại 115 tỷ đồng tại Sài Gòn Cúp, đường đi của 1.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan An ninh Điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lạm quyền khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Liên hợp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Cúp. Trong vụ án này, ông Diệp Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sài Gòn Cúp, Nguyễn Thành Nhân, cựu Tổng Giám đốc Sài Gòn Cúp Hồ Mỹ Hòa, cựu Giám đốc Tài chính Sài Gòn Cúp Võ Thành Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Mới và Tôn Thất Hào, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á, cùng bị đề nghị truy tố về tội lạm quyền khi thi hành công vụ. Bốn bị can khác bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, từng giữ nhiều chức vụ tại Sài Gòn Cúp. Theo hồ sơ, sau khi huy động được 3.000 tỷ đồng cho thương vụ mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam nhưng đấu giá không thành công, ông Diệp Dũng đã chỉ đạo Hồ Mỹ Hòa lấy 1.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn để hợp tác đầu tư. Hồ Mỹ Hòa báo cáo miệng với Nguyễn Thành Nhân về việc trên thì được Nhân đồng ý cho Hòa thực hiện theo chỉ đạo của Diệp Dũng. Sau đó ông Diệp Dũng không thông qua hội đồng quản trị, tự ký hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty Đại Á số tiền 300 tỷ đồng và với công ty Đô thị Mới số tiền 700 tỷ đồng. Với lợi nhuận cố định là 7% một năm, tài sản thế chấp của hai công ty này là 12 hợp đồng, cầm cố chứng khoán của một số cá nhân từ ngày 19 tháng 8 năm 2016 đến ngày 9 tháng 11 năm 2016. Hòa lấy 300 tỷ đồng, nhận từ Sài Gòn Cúp đi gửi tiết kiệm tại một ngân hàng và thu được 2 tỷ đồng. Sau đó Hòa ký hợp đồng ủy thác đầu tư với Phó Tổng Giám đốc Công ty Hải Dương để chuyển toàn bộ 300 tỷ đồng nhận từ Sài Gòn Cúp cho Công ty Hải Dương với mục đích góp số tiền này vào Sài Gòn Cúp. Đầu năm 2018, ngân hàng có văn bản gửi Sài Gòn Cúp xác nhận 27 công ty tham gia góp vốn và sở hữu vốn góp với tổng số tiền 4.000 tỷ đồng. Và sẽ thực hiện việc hoàn trả tiền cho 27 công ty này. Thời điểm này, Sài Gòn Cúp cũng đồng thời yêu cầu công ty Đại Á và công ty Đô thị Mới hoàn trả số tiền 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận 7% một năm. Tuy nhiên, hai công ty này lấy lý do sử dụng 1.000 tỷ đồng không hiệu quả, không thu được lợi nhuận nên trao đổi và ký thỏa thuận với Diệp Dũng. Bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7% một năm xuống còn 0% một năm. Cuối năm 2017, đầu năm 2018, tài khoản huy động của Sài Gòn Cúp chuyển trả lại 4.000 tỷ đồng cho 27 công ty, trong đó trả 700 tỷ đồng cho công ty Đô thị Mới và 300 tỷ đồng cho công ty Hải Dương. Sau đó công ty Hải Dương chuyển toàn bộ số tiền này cho công ty Đại Á. Cùng ngày công ty Đô thị Mới và công ty Đại Á chuyển trả 1.000 tỷ đồng cho Sài Gòn Cúp. Theo cơ quan điều tra, việc Diệp Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7% một năm xuống 0% một năm gây thiệt hại hơn 115 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định giữa năm 2016, tài khoản của Diệp Dũng nhận được 100 tỷ đồng. Sau đó Diệp Dũng rút toàn bộ tiền mặt, cùng ngày tài khoản của người thân Diệp Dũng phát sinh một số giao dịch nộp tiền, chuyển tiền rút tiền mặt. Diệp Dũng thừa nhận việc nhận 100 tỷ đồng từ giám đốc công ty Hải Dương nhưng từ chối khai lý do vì cho rằng không liên quan vụ án. Trong khi đó giám đốc này nói không nhớ về việc chuyển 100 tỷ đồng và cam kết sẽ kiểm tra, cung cấp tài liệu chứng cứ về nội dung này nhưng đến nay chưa thực hiện. Để làm rõ, cơ quan điều tra đã nhiều lần yêu cầu thông qua Ngân hàng Nhà nước, một ngân hàng cung cấp thông tin. Đồng thời đã triệu tập lãnh đạo cấp cao của ngân hàng để làm việc nhưng đến nay không được phối hợp. Cho rằng nội dung này không ảnh hưởng đến kết luận điều tra vụ án nên cơ quan điều tra đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo thanh tra giám sát đối với ngân hàng để cung cấp tài liệu cho cơ quan điều tra. Tuyên án nhóm cựu lãnh đạo sở ngành tỉnh Thái Nguyên và anh em đại gia lan đột biến. Thưa quý vị và các bạn, với cáo buộc vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và mua bán trái phép hóa đơn, hai anh em song sinh Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh bị Tòa án tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt lần lượt là 42 và 36 tháng tù giam. Sau nửa tháng xét xử và nghị án, chiều qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ra phán quyết với 33 bị cáo trong vụ khai thác hơn 3 triệu tấn than lậu tại mỏ than Minh Tiến, huyện Đại Từ. Theo đó, hội đồng xét xử phạt bị cáo Châu Thị Mỹ Linh, Tổng Giám đốc Công ty Yên Phước, 4 năm tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, 15 năm tù về tội mua bán trái phép vật liệu nổ, tổng hợp hình phạt chung Linh phải chấp hành là 19 năm tù giam. Cùng vụ án, bị cáo Bùi Hữu Giang, cổ đông Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đông Bắc Hải Dương, bị phạt 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, 12 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, tổng hợp Giang phải chấp hành là 42 tháng tù. Người anh em song sinh của Giang là Bùi Hữu Thanh, lĩnh 36 tháng tù. Như vậy, mức phạt cho hai anh em song sinh thấp hơn khung đề nghị từ 48 đến 72 tháng tù do Viện Kiểm sát nêu trong phần luận tội. Về phía sở ban ngành tỉnh Thái Nguyên, tòa tuyên bị cáo Nguyễn Ngô Quyết, cựu giám đốc Sở Công Thương tỉnh, 13 tháng 26 ngày tù. Hai thuộc cấp của ông Quyết là Nguyễn Văn Phong,
Đỗ Huy Cương, mỗi người lĩnh 16 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng ông Nguyễn Thanh Tuấn, cựu giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên, lĩnh 3 năm 6 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Nguyễn Thế Giang, cựu phó giám đốc Sở bị phạt 42 tháng tù. 25 người còn lại nhận án từ 12 tháng tù treo đến 18 năm tù giam về các tội nêu trên. Về dân sự, tòa buộc hai doanh nghiệp Yên Phước, Đông Bắc Hải Dương cùng nhóm bị cáo liên đới khắc phục hơn 350 tỷ đồng. Hồ sơ vụ án thể hiện công ty Yên Phước đăng ký kinh doanh từ năm 2012 với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Do bà Châu Thị Mỹ Linh là tổng giám đốc, doanh nghiệp này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cấp phép khai thác than trong khu 59 hectare ở mỏ than Minh Tiến, huyện Đại Từ đến giữa năm 2021. Với trữ lượng là hơn 136.000 tấn, công suất là 8.500 tấn một năm. Sau khi được cấp phép, bà Linh giao cho nhiều người đảm nhiệm công việc ở mỏ than. Từ năm 2018, Yên Phước bắt đầu khai thác bằng hình thức lộ thiên như nổ mìn, đào xúc, sàng tuyển để xé lẻ đi tiêu thụ. Tuy nhiên một vài tháng sau khi tự khai thác, bà Linh bán lại toàn bộ mỏ cho công ty Đông Bắc Hải Dương của hai anh em sinh đôi Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang. Theo thỏa thuận, Đông Bắc Hải Dương mua toàn bộ số than của Yên Phước đã khai thác tại mỏ với giá gần 10 tỷ đồng và toàn bộ máy móc giá 15 tỷ đồng, đồng thời được tiếp tục khai thác mỏ Minh Tiến với công suất tối thiểu là 400.000 tấn một năm, tức là gấp 47 lần trữ lượng cấp phép. Ngoài việc phải tự đầu tư máy móc, nhân công, Đông Bắc Hải Dương phải trả lợi nhuận cho công ty Yên Phước theo tấn sản phẩm khai thác là 150.000 đồng một tấn than, 90.000 đồng một tấn bã sàng và 50.000 đồng một mét khối đá đen. Cơ quan tố tụng cho rằng để đưa than khai thác trái phép đi tiêu thụ, Đông Bắc Hải Dương đã hợp thức hóa đầu vào bằng cách mua hóa đơn, giá trị gia tăng của các doanh nghiệp tại Nam Định. Theo bên truy tố, bà Linh, hai anh em Thanh Giang cùng đồng phạm đã khai thác thực tế là 3,1 triệu tấn than và khoáng sản đi kèm, trong khi tổng sản lượng được cấp phép chỉ hơn 136.000 tấn. Nhóm này đã tiêu thụ hơn 1,1 triệu tấn, 330.000 mét khối bã sàng và 95.000 mét khối đá đen với tổng giá trị là 174 tỷ đồng, còn lại 1,5 triệu tấn chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện và thu giữ. Trong vụ án, anh em Giang và Thanh là cổ đông góp vốn, là người trực tiếp chỉ đạo chung các hoạt động của công ty Đông Bắc Hải Dương. Họ thỏa thuận với bà Linh và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động khai thác than trái phép nên phải chịu trách nhiệm với vai trò chủ mưu. Bà Linh bị cáo buộc thu lợi bất chính 151 tỷ đồng, anh em Giang và Thanh thu lợi hơn 213 tỷ đồng. Đây được xem là số tiền thiệt hại để xảy ra việc khai thác trái phép mỏ than Minh Tiến. Cơ quan tố tụng xác định có một số cựu lãnh đạo tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều vi phạm, trong đó tại 4 lần kiểm tra, các sai phạm của nhóm khai thác lậu đều bị bỏ qua. Bên cạnh đó, một số cựu lãnh đạo Sở Công Thương cũng vi phạm trong việc thẩm định, tham mưu và ký ban hành giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vượt quá khối lượng được phê duyệt trước đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có vật liệu nổ công nghiệp để sử dụng khai thác than trái phép. Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Ngô Quyết, cựu giám đốc Sở Công Thương khai đã nhận 100 triệu đồng từ Châu Mỹ Linh để tổ chức Đại hội Liên đoàn bóng bàn tỉnh Thái Nguyên, do Quyết làm chủ tịch liên đoàn. Số tiền này giai đoạn xét xử ghi nhận, bị cáo đã nộp cho cơ quan điều tra. Hai anh em Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh từng gây chấn động dư luận với thương vụ giao dịch lan đột biến trị giá 250 tỷ đồng vào tháng 3 năm 2021. Không chỉ chơi lan, cặp song sinh Giang Thanh còn sở hữu căn biệt thự triệu đô la nằm sát mặt đường chính và dàn siêu xe hàng chục tỷ đồng, nổi bật trong đó là chiếc Rolls Royce Cullinan trị giá 29 tỷ đồng. Thậm chí có nguồn tin cho rằng cặp anh em đại gia trên còn lấn sân sang buôn vàng và có công ty vàng bạc đá quý đặt tại thành phố Hải Dương.